Tôi có giấc mơ về hưu mà mọi nhà trọ có ánh sáng tại Oregon đang. Nhưng mà khi mình là một sát thủ thì không bao giờ được về hưu. Tôi sẽ làm điều đó. Tôi chắc chắn bạn cần làm. Tại sao? Bởi vì tôi đang mang thai. Đúng vậy. Tôi không phải là người duy nhất bị khóa hạn. Anh ấy muốn biết làm sao tôi có thể giết được một người. Nếu anh ấy cầu xin bạn đừng giết anh, tôi chỉ cần nghĩ đoàn của ông Belvedere khi Wesley làm cho Belvedere trục xuất. Sau đó, tôi rút cỏ. Bạn thật thiện cảm. Không mày ăn đi. Bạn cũng thế thôi. Na trước khi chết, một cái gì nữa là cái gì? Bạn nói gì? 당신 양수가 터졌어. Hơn đau bụng. Giữ đi. Tôi không muốn bạn đi. Bạn bây giờ có con rồi, và tôi yêu bạn. Tôi biết, nhưng mà tôi có việc. Và tôi luôn luôn thi hành. Not anymore. Khi mình là một sát thủ thì không bao giờ được.